Xin chào anh chị các bạn thân mến Chào mừng anh chị các bạn đã đến với kênh youtube Tiền Của Tôi Official Hiện tại thì ở ứng dụng TC Invest này này là họ mới thay đổi cái tài khoản mặc định là tài khoản ký quỹ tức là khi anh chị giao dịch ấy, thì các cái giao dịch cổ phiếu đặt lệnh là đều tài khoản ký quỹ hết và trên tất cả các tài khoản nó đều mặc định là tài khoản ký quỹ thì có nhiều anh chị đã đặt lệnh mua cổ phiếu ở tài khoản ký quỹ mà không biết thì bây giờ khi cổ phiếu nó về tài khoản ký quỹ thì anh chị muốn uh, chuyển nó về tài khoản thường thì anh chị uh, vào một cổ phiếu này sau đó để vào chuyển khoản CK tức là uh, chuyển khoản chứng khoán đấy ạ đấy thì bây giờ nhá là anh chị chọn tài khoản ký quỹ này đấy tài khoản thường là tài khoản nhận này rồi chọn cổ phiếu và lấy ví dụ cổ phiếu MBB này đấy hòa chuyển ví dụ như hòa hiện tại bây giờ có 2.700 nhá hoàn chuyển 2.700 nhé đấy bây giờ xác nhận nhé đó thì như vậy là gì à, cổ phiếu của mình đã có ở trên tài khoản à, thường rồi đấy ạ thì ở đây mọi người có thể xem được này đấy, tài khoản thường này thấy chưa đấy, thì có cổ phiếu bên này nếu mà tài khoản ký quỹ là không có đúng không ạ mọi người thấy chưa? đấy, đó thì nó rất đơn giản như vậy thôi. nếu mọi người thấy hay thì tặng cho hòa một cái like, mà nếu uh, có ý nghĩa thì uh, tặng cho hòa một cái uh, hình dán nhá. cảm ơn mọi người rất là nhiều. xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.